Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh từ nghệ sĩ tài xanh đến bà chủ tiềm neo tại Mỹ Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh là một trong những nghệ sĩ cải lương nữ xanh ca đình đám nhất tại Việt Nam thập niên 90. Chẳng những cải lương tài linh còn lẫn sân sang tân nhạc và thành công vang dội, được xem là một trong những người có đóng góp sâu sắc cho bước chuyển mình của âm nhạc Việt Nam cuối thế kỷ 20. Trên sân khấu cải lương bộ đội Vũ Linh Tài Linh là đôi đào kép ăn khách nhất miền Nam những năm 90. Họ hát cùng nhau đúng 16 năm và có hàng ngàn băng đĩa cổ nhạc chung, được khán giả cả nước biết đến. Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh còn được mệnh danh là bà Hoàng băng đĩa trên Tài Linh, kết hợp với hãng đĩa nào thì băng đĩa đó chắc chắn bán chảy khắp nước. Tài Linh sở hữu vẻ đẹp đoan trang của một người phụ nữ Việt Nam truyền thống, dễ nhìn, dễ mến. Tên tuổi của bà được khán giả yêu mến nhất khi đứng chung sân khấu với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trên sân khấu, Vũ Linh, Tài Linh luôn luôn có sự ăn ý đến lạ. Có người còn nhận xét rằng, đến hôm nay chưa có nghệ sĩ nào hát lương sơn bá Trúc Anh Đài hay hơn Vũ Linh, Tài Linh ngoài tài lương tài linh còn thử sức với tân nhạc những tưởng chỉ là một cuộc xảo chơi với dòng nhạc trữ tình nhưng chương trình ca nhạc mưa bùi có sự tham gia của tài linh lại thành công vang dội trở thành một hiện tượng cuối thế kỷ 20. nói đến các mối quan hệ trong giới nghệ sĩ ưu tú tài linh được đồng nghiệp hết mực yêu quý bởi cách đối đãi chân thành khi làm việc tài linh còn được khen là kỹ tính dùng tâm để làm nghề bà có cuộc sống đời thường giản dị không ganh đua với ai đời tư cũng hoàn toàn trong sạch chưa bao giờ có ồn ào. Nghệ sĩ ưu tú tài linh được nhận xét là điển hình của một nghệ sĩ trí thức. Hiếm có nghệ sĩ nào xuân sẻ trong cả gia đình và sự nghiệp, nhưng tài linh lại thuộc vào phần hiếm hoi đó. Bà và chồng là bạn từ trung học, sau đó kết hôn, họ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến tận bây giờ, khi cả hai đều ở tuổi lục tuần. Trên sân khấu, tài linh lộng lẫy đến đâu thì sau ánh hào quang, bà vẫn là một người phụ nữ, chiều chồng, thương con. Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 2004, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh đột ngột cùng chồng sang Mỹ định cư, giã từ sự nghiệp, khiến không ít khán giả trong nước tiếc nuối. Nghệ sĩ ưu tú kiến từ lòng chia sẻ với Tài Linh, tôi cảm thấy tiếc nuối cho con đường nghệ thuật của chị Tài Linh nhưng tôi tin đó là lựa chọn mà chị ấy thấy tốt nhất cho gia đình. Sang Mỹ, chị ấy có thể gác lại sự nghiệp nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho con cái. Sang Mỹ thời gian đầu, Tài Linh vẫn chưa thể kiếm sống bằng nghề hát nên bà đi làm thuê ở một tiệm làm móng tay. Song sau đó, bà có đăng ký học chuyên ngành thẩm mỹ và còn chăm chỉ học tiếng Anh. Cuộc sống cô đào hát tài danh đỉnh đám một thời tại Việt Nam bỗng chốc chỉ xoay vòng quanh việc đi làm, học và chăm sóc chồng con. Cứ vậy xuyên suốt 18 tháng. Sau đó, bà tiếp tục đi làm thuê. Khoảng thời gian khó khăn này kéo dài suốt 3 năm trời, chưa kể đến nỗi nhớ quê hương nhớ ánh đèn sân khấu ra diết. Rồi Tài Linh bắt đầu nhận show đi hát để bớt nhớ nghề. Khi được nghe kể về khoảng thời gian lập nghiệp khó khăn của Tài Linh, nơi xứ người, không ít khán giả phải nghẹn ngào. Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh đã ổn định cuộc sống và mở một tiệm làm móng tay ở Mỹ, chồng thì làm ở công ty. Về gia đình của Đào Tài Linh ngày nào đã lên trước bà nội, vì bận rộn tới công việc kinh doanh quản lý tiệm neo và cũng đã cả tuổi, sức khỏe không còn như trước, nên Tài Linh ít đi hát, mỗi khi về thăm quê hương bà đều đi làm từ thiện không ít khán giả bồi ngồi tiếc nuối khi nghệ sĩ ưu tú tài linh quyết định rời bỏ đỉnh cao trong nước để đi định cư tại mỹ tuy nhiên khán giả vẫn tôn trọng quyết định của tài linh và cho rằng với một người phụ nữ trí thức như bà chắc hẳn những gì bà làm đều có lý do riêng